Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh TV News của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn sắc lệnh bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên làm kinh lý tông tòa tại Giáo Phận Vinh. Chúng tôi xin đọc lại nguyên văn bản sắc lệnh. Sắc lệnh bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên làm kinh lý tông tòa tại Giáo Phận Vinh Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc số 251720. Sắc lệnh. Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc nhận được thông tin về sự bất ổn ở giáo phận Vinh. Trong đó một số linh mục công khai lên án giáo mục của họ, ngay cả việc công khai bất tuân ngài. Trong giáo phận cũng có một nhóm linh mục lưu hành những lá thư, nạp danh chưa được những thông tin thất thiệt về tương quan giữa giáo mục và chính quyền dân sự giữa hàng giáo sĩ và giáo dân với bối cảnh hiện tại của giáo hội tại việt nam tâm trạng bất bình và thiếu kính trọng giáo mục có thể nảy sinh mối nguy hiểm cho việc lãnh đạo của giáo hội địa phương do đó để có sự hiểu biết chi tiết và rõ ràng về thực tế của giáo phận và những lý do dẫn tới tình trạng hiện tại bộ loan báo tin mừng cho rằng thật cần thiết để có cuộc viếng thăm tông tòa nhằm tìm hiểu và báo cáo về giáo phận vì vậy, với sắc lệnh này, Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc chỉ định Đức Tổng Giáo Mục Hà Nội Du Xe Vũ Văn Thiên Tổng giáo phận Hà Nội tiến hành cuộc viếng thăm tông tòa để tìm hiểu và báo cáo về giáo phận Vinh. Những hướng dẫn đính kèm cùng số hiệu và ngày ban hành là một phần của sắc lệnh chỉ định và chúng sẽ cung cấp những hướng dẫn hữu ích về các khía cạnh cần được điều tra và làm rõ vấn đề ban hành tại Roma bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc ngày 20 tháng 7 năm 2020. Hồng Nghi Louis Antonio Tago, tổng trưởng bộ loan báo tin mừng các dân tộc ký tên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi bằng cách like và chia sẻ video này. Rất mong nhận được ý kiến bình luận của mọi người. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của chúng tôi.